Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian năm 2001 Tập 63 Các vị đồng tu Xin chào mọi người tình hình tu học của mọi người ở bên đây. Tôi tuy là không ở nơi đây. Thế nhưng tình hình tu học của các vị tôi đều biết rõ. Lần này rời khỏi học hội đã ở Úc Châu 21 ngày. Đây là lần chúng ta rời khỏi học hội lâu nhất ngày trước đại khái đều không vượt qua 10 ngày một mặt là để thân thể nghỉ dưỡng thế nhưng thực tế mà nói quan trọng nhất là xây dựng cái đạo tràng úc châu này lên các đồng tu cũ đều biết từ sau khi hàng quán trưởng giảng sanh đến năm thứ hai phần nhiều đồng tu của thư viện đã rời khỏi đa số đều đến singapore cư sĩ lý mộc nguyên cùng các đồng tu của singapore bên đây rất là từ bi thâu nạp chúng tôi trong hai năm này rất nhanh đã qua đi chính tôi không có cảm xúc gì thế nhưng thường hay nghe được có một số đồng tu nói với tôi những người này trong lòng họ không thể an định lại nguyên nhân là luôn cảm thấy chính mình không có nhà để ở gửi nơi nhà người sau khi tôi nghe rồi nghĩ lại cũng không phải không có đạo lý bởi vì Thường hay có người nói Thường trụ của bạn ở nơi đâu Chúng ta đều không trả lời được Chúng ta ở nơi đây làm khách Làm khách luôn có một thường trụ Do đó Mới quyết định chọn lấy Úc Châu Tu Quynh Ba Úc Châu Đó là một thành phố nhỏ chúng ta xây dựng một đạo tràng làm thành một nơi chốn chính mình an cư tu hành chọn lấy nơi này cũng là dân chúng nơi này chất phát thuần hậu là một thành phố nhỏ cái thành phố này chỉ có tám chục ngàn người một phần tư số người là Từ nơi công tác giáo dục Có thể nói là Một thành phố nhỏ Có trình độ giáo dục rất cao Con người ở nơi đây Chất phát Bảo thủ Không có tâm tham Rất là khó được Chính là người xưa chúng ta đã nói tri túc thường lạc cho nên chọn lấy ở nơi đây mức sống ở nơi đây, đây rất thấp giá tiền nhà đất đều rất thấp đúng lúc đến nơi đó gặp được một giáo đường thiên chúa giáo muốn bán đi cái giáo đường này rất là hưng dượng Tính đồ ngày một thêm nhiều ban đầu là một cái giáo đường nhỏ số người thêm nhiều rồi giáo đường nhỏ không thể dung nạp họ đem cái giáo đường nhỏ di dời đến phía sau giường đem tất cả phòng nhà dời đi dời đến phía sau khu giường giống gì ở nơi địa điểm xây dựng một cái giáo đường mới cái giáo đường mới này có thể dung nạp được 300 người Đại khái đã sử dụng không ít năm. Hiện tại tính đồ có thể là tăng thêm gấp đôi, nó không cách gì dung chứa hết, cho nên cần phải tìm một khu đất khác để xây dựng giáo đường mới lớn hơn, cái giáo đường này liền cho bán đi, chúng ta vừa thấy có thể dung chứa 300 người, ở nơi chúng ta mà nói thì là đủ rồi. Cho nên liền mua nó. Diện tích đất nơi đó là 50.000 mét vuông có xây dựng rất nhiều tòa nhà có 3 tòa lưu phòng để người ở hai tòa giáo đường chúng ta xem thấy rất thích hợp giá tiền là 575.000 575.000 ở Singapore mua một tầng lầu cũng mua không được hiện tại đồng tu của chúng ta đã có mười mấy vị đến ở rồi tôi đem họ ở an ổn hơn nữa hôm nay bắt đầu lên lớp hiện tại có mười mấy người Tớp chữ ngộ rời khỏi thư viện cái đạo tràng này không có phật sự không có pháp hội không có bất cứ hoạt động tôn giáo nào hay nói cách khác cũng sẽ không có tín đồ thế là mọi người liền nghĩ vì các người nhờ đâu mà sống chúng ta dựa vào tu hành chứng quả năm xưa tôi ở đài bắc nêu ra cho các đồng tu bảy môn khóa trình cơ bản Hiện tại tôi yêu cầu đồng tu Đạo tràng tu Quyên Ba Ngay trong 5 năm Cần phải hoàn thành Cho nên cũng tương đối khẩn trương Trong 7 môn bài khóa này Có bốn môn là Phật Kinh Bộ thứ nhất là A Nan vấn sự Phật kiết khung kinh. Bộ thứ hai là kinh vô lượng thọ bộ thứ ba là a di đà kinh yếu giải của đại sư ngẫu ích bộ thứ tư là phổ hiền bồ tát hạnh nguyện phẩm đây là phật kinh nhất định phải có thể học thuộc lòng phải có thể giảng giải cho nên bài khóa của họ ở nơi đó cùng phương thức học tập của các vị ở nơi đây là giống nhau hoàn toàn giống nhau ngoài ra còn có nho gia chúng ta đem liễu phàm tứ huấn cũng xem thành nho gia chọn lấy có liễu phàm tứ huấn tứ thư đều phải thuộc đều phải giảng một loại sau cùng là của đạo gia thái thượng cảm ứng thiên đây là bảy môn bài khóa ngay trong năm năm cần phải hoàn thành nếu bạn không thể hoàn thành bạn làm sao có thể xứng đáng được sự cúng dường của các thí chủ ngoài việc này ra nếu như tương lai bạn muốn có thể thâm nhập kinh tạng nếu có thể có năng lực đọc tụng điện tích của cổ thánh tiên hiền trung quốc văn tự rất là quan trọng cho nên phải học cổ văn tôi từ trong cổ văn quán chỉ chọn ra một trăm thiên cổ văn một trăm thiên cổ văn này đều phải có thể thuộc lòng phải có thể giảng giải cổ văn văn tự đều không dài phải ở chỗ này học tập làm khoa khoáng chính là một thiên văn chương hai ba trăm chữ phải tìm ra được khúc đoạn tầng thứ của nó hòa thành biểu giải học tập làm phán khoa kinh văn quá dài bà muốn xem cả thảy thì không dễ dàng cổ văn thì dễ dàng cho nên từ chỗ này mà bắt tay vào tổng cộng 8 môn bài khóa ở nơi đó còn phải học anh văn đó là hoàn cảnh của nước ngoài cho nên một thầy giáo dạy anh văn mời một thầy giáo dạy trung văn mời hai thầy giáo này Thời khóa sớm tối Không cần phải làm Dùng lại Phật Để thay thế thời khóa sớm tối Mỗi ngày sáng sớm Lại 150 lạy Buổi tối trước khi đi ngủ Lại 150 lại Mỗi ngày lại Phật 300 lại Dùng lại Phật Để làm thời khóa sớm tối Toàn tâm toàn lực Nỗ lực học tập tôi đến làm hộ pháp hộ trì các vị để các vị thân tâm an ổn vô u vô lự toàn bộ thời gian tinh lực để dùng công phấn đấu dùng công đức hạnh học vấn của chính mình không thể thành tựu thì bạn không thể tự độ Tự độ đều không thể Làm sao có thể độ tha Đây là 21 ngày Công tác của chúng tôi ở Úc Châu Giống dĩ tôi nghĩ đến tương lai Tôi chính mình nếu là ở nơi Úc Châu Hoằng Pháp giảng kinh của chúng ta Kinh Hoa Nghiêm quyết định không thể gián đoạn Chúng ta dùng đường truyền để dạy học Cấu tưởng ban đầu của chính mình Chính mình còn phải là một đài để phát sóng Là một cái trạm chuyển tiếp mô hình nhỏ Kết quả lần này Chúng ta lần này Thâm diễn thị trưởng nơi đó Trường đại học nơi đó Đi tham quan trường học chúng ta không hề nghĩ đến. Cái thành phố này là trường đại học Queensland ở nơi đó. Cái trường học này chính là lợi dụng đường truyền dạy học là đệ nhất thế giới. Học trò của họ hơn một dạng người đều không ở trường học, phân tán ở các nơi trên toàn thế giới. Trung Quốc cũng có Tôi xem thấy tư liệu của nó. Tổng cộng có 62 quốc gia. Tôi hỏi họ, học trò có đến trường học hay không? Họ nói học trò không đến trường học, hoàn toàn chỉ học tập ở trên đường truyền vi tính. Do trường học cung cấp giáo trình. Nó cũng phân ra rất nhiều khoa hệ. Có thầy giáo chuyên môn ở trên đường truyền chỉ đạo học sinh có thể nhận biết ở trên đường truyền nỗ lực thiết thực rèn luyện nếu như có nghi nan có thể thịnh giáo thầy giáo ở trên đường truyền thi cử cũng ở trên đường truyền khi tốt nghiệp trong trường học sẽ phát học gì học sĩ phát học gì thạc sĩ có thể ban phát học gì Hiện tại học trò Ở tại trường có hơn 5.000 người Không ở trường học Dùng đường truyền để dạy học Có hơn 10.000 học sinh Tôi tham quan qua thiết bị của họ Sau khi xem qua rồi Thật là quá hiện đại Thật là hiện đại hóa Tôi đã từng xem qua Không ít đài truyền hình vệ tinh Đều không thể so sánh được Tôi liền hỏi họ Tôi nói Trường học của bạn bộ thiết bị này phải tốn bao nhiêu tiền Tiền Úc Châu gần bằng với tiền Singapore Hơn một ngàn dạng Sau khi tôi xem rồi Tôi thấy không cần phải làm nữa Tôi thấy có làm như thế nào Cũng không làm bằng người ta Cái đường truyền quốc tế này Nhân viên làm việc có hơn 100 người Nó phân thành rất nhiều bộ phận Còn mạnh hơn số dây đài truyền hình nhiều Cho nên tôi liền tỉnh giáo với họ Cái thiết bị này tôi có thể sử dụng được không? Họ hoan nghênh được Tôi hỏi thu phí thì thu bằng cách nào Họ phải tính toán một lát sau đó đem phiếu thu phí nói với tôi Tính toán khái quát một giờ đồng hồ Nếu như nhờ vào đường truyền quốc tế của họ Để phát đi khắp thế giới Một giờ đồng hồ 200 đồng Nếu như không dùng đường truyền Dùng thiết bị ghi hình của họ Cũng giống như ở đài truyền hình chúng ta Thuê nhờ thiết bị ghi hình của họ Một trăm đồng Tôi liền nghĩ nếu như chúng ta mượn dùng phòng học của họ Chúng ta tự mình mang máy ghi hình đến ghi Như vậy thì càng tiện lợi hơn Cho nên tôi hiện tại nghe đến phòng học cũng không cần say Tôi nhờ vào trường học Tôi cùng hợp tác mật thiết với trường học Trường học này cùng với giáo đường của chúng ta Cùng ở một con đường Chúng ta ở mặt Bắc, họ ở mặt Nam Thế nhưng con đường này rất dài Lái xe đại khái phải mất 5 phút Con đường này có xe buýt công cộng Giao thông rất thuận tiện Cho nên tôi liền nghĩ đến tương lai lên lớp Tôi hoàn toàn như vào trường học Hợp tác mật thiết với trường học Tôi vận dụng thiết bị đường truyền quốc tế của họ Hiện tại tôi khái lược tính toán Một tuần lễ nhiều nhất là 3.000 đồng Số tiền này của chúng ta cũng giống như nguyên trợ cho trường học giúp đỡ trường học Đây là việc tốt Chúng ta hoàn toàn nhờ vào thiết bị của họ Ngoài ra Khi tham quan thư viện của trường Thư viện rất tốt Họ đích thực là đa nguyên văn hóa Bằng đến trường học này xem học trò Với mặt thế nào đều xem thấy Đến từ toàn thế giới Có rất nhiều quốc gia khu vực singapore cũng có dường như học sinh trung quốc cũng không ít tôi liền hỏi họ thư viện có cho bên ngoài sử dụng không họ nói không để bên ngoài sử dụng họ chỉ cung cấp cho học sinh của họ không mở rộng cho bên ngoài thế nhưng trưởng thư viện nói với tôi pháp sư học trò của ngài có thể đến Tôi nghe rồi, rất là quan hỉ, họ chủ động đề xuất. Học trò của chúng ta có thể giống như học trò của họ vậy, đến để sử dụng cái thư viện này. Cho nên tôi liền nghĩ, hiện tại trong tay tôi vẫn còn một bộ Tứ khố toàn thư. Tôi đem Tứ khố toàn thư tặng cho thư viện của trường học. Tặng cho họ thêm hai bộ Đại Tạng kinh năm trước đã tặng rồi một bộ đại chánh tạng chuẩn bị tiếp tục tặng một bộ long tạng cho họ kết duyên với thư viện để nhờ vào thiết bị của trường hiệu trưởng rất tốt chúng ta cũng có mấy vị giáo thọ có tư chất nỗ lực thảo luận đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở cái hạng mục này sau khi Họ nghe rồi Rất là hoan hỷ Bằng lòng Tăng thiết Đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở Nghiên cứu sở này Tương lai có thể Ban học vị tiến sĩ Cùng học vị thạc sĩ Cấu tưởng của đa nguyên văn hóa nghiên cứu sở Chính là một sở nghiên cứu của tôn giáo trong đó các tôn giáo trên toàn thế giới chúng ta đều nghiên cứu. Trường học có ý nguyện bằng lòng chịu làm. Tôi nói tôi sẽ đem tin tức này mang đến Singapore. Chúng ta cùng thương lượng với chính tôn giáo. Nếu như chúng ta có cái ý nguyện này mà nói, mỗi một tôn giáo phải hai nghiên cứu sinh, hai nghiên cứu sinh này nhất định là thầy giáo, truyền giáo. là giảng đạo, nói kinh. Giáo thọ chỉ đạo trong sở nghiên cứu do các tôn giáo chúng ta tiến cử đến. Trường học đích thân mời. Họ yêu cầu đối với chúng ta chính là kinh phí. Tôi nói được không hề gì, chúng tôi trù bị một món kinh phí để thành lập sở nghiên cứu này. Đời sống của nghiên cứu sinh Chúng ta cũng hoàn toàn Chăm sóc Giống như phí học sinh công vậy Chính mình không cần mang thêm một xu tiền nào để vào Nếu như thời gian nghiên cứu là 2 năm Có thể lấy được học vị thạc sĩ Nếu như nghiên cứu 4 năm Có thể lấy được học vị tiến sĩ Nội dung của nghiên cứu Là kinh điển của các tôn giáo đương nhiên nội dung của kinh điển là rất phong phú cũng tương đối đồ sộ chúng ta ở trong kinh điển tuyển chọn tông chỉ của chúng ta thì có hai cái cái tông chỉ thứ nhất kinh văn đã chọn ra nhất định phải thích hợp nhu cầu của xã hội hiện đại giúp đỡ giải quyết vấn đề Xã hội hiện đại Cái trọng điểm thứ hai Nhất định Phải cầu được hài hòa Ngay trong tôn giáo Cái gọi là Tồn dị cầu đồng Tiêu trừ hiểu lầm Xem thường Gia chạm giữa tôn giáo Và tôn giáo phải đem những thứ này tiêu trừ đi đi đến đoàn kết chủng tộc đoàn kết tôn giáo thế giới đại đồng đây là tông chỉ cùng mục tiêu của sở nghiên cứu cho nên trường học rất là khoa nghỉ Vì thì cái sở nghiên cứu này Tương lai có thể nói là Học phủ tôn giáo cao nhất Của toàn thế giới Chúng ta hy vọng Có thể thực tiễn được Cái sự việc này Chúng ta đàm phán được Rất là thích thú Cho nên tôi nói Ngày nay trù bị kinh phí Không khó Khó là ở nhân tài Chúng ta bồi dưỡng nhân tài Từ sở nghiên cứu Sau khi có được nhân tài rồi Chúng ta tương lai liền có thể thành lập Học viện đa nguyên văn hóa Ở trong trường đại học thành lập một học viện Học trò của sở nghiên cứu tốt nghiệp ra Thì chính là thầy giáo Những giáo thọ trong học viện này là Phó giáo thọ Giảng sư bồi huấn họ <laughs> Tương lai khi số người nhiều rồi Thì có thể mở rộng thành một đại học Độc lập Đại học Đa nguyên văn hóa Tôi nghĩ từ sở nghiên cứu đến đại học Nhanh nhất cũng phải 10 năm Sau 10 năm Liền có thể ở bên đó thành lập Một đại học đa nguyên văn hóa Vì các tôn giáo trên toàn thế giới Bồi dưỡng ra thầy truyền giáo ưu tú hai mươi mấy ngày qua ở úc châu chủ yếu là làm những việc này hy vọng đồng tu chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực tương lai sở nghiên cứu chân thật có thể thành công rồi giáo thọ của sở nghiên cứu đến đâu để tìm vậy nghiên cứu sinh Tôi cảm thấy Phật giáo nhất định Sẽ đề bạc từ nơi chúng ta Chúng ta đến tiến cử Khi mọi người nếu có thể học được tốt Tương lai có thể đảm nhiệm công tác giáo học Tuổi tác của tôi lớn rồi Tôi bằng lòng thoái lui Để làm hộ pháp Hộ trì mọi người Đem mọi người lên trên đài phật giáo mới có thể có tiền đồ pháp vận mới có thể hưng dưỡng thúc đẩy hài hòa tôn giáo hài hòa chủng tộc đạt đến thế giới hòa bình đây là công tác chủ yếu của chúng ta ở úc châu ngoài ra tôi tham gia buổi tiệc sáng của bộ trưởng bộ di dân úc châu sau khi tôi thấy rồi có cái cảm xúc rất sâu sắc bộ trưởng bộ di dân đã gặp mặt với tôi mấy lần chúng tôi xem như là rất quen biết lần tụ hội này ông tiếp đại di dân mới chính là gần đây phê chuẩn di dân mới cư ngụ vĩnh viễn là ở nơi một khu vực chính là ở nơi cái thành phố boston Tổng cộng có hơn 70 người. đều đến từ các khu vực quốc gia khác nhau. Tôi cũng tiếp nhận lời mời tham gia lần hội họp này. Chúng ta lái xe đến nơi đó. Không tìm ra được phòng làm việc của chính phủ châu. Chính phủ châu cũng giống như chính phủ tỉnh của chúng ta vậy chính phủ trung ương của họ thiết lập ở phòng làm việc của chính phủ tỉnh tìm không ra sau cùng tìm tới tên phòng mới tìm ra được sau khi tìm được chúng ta đều không có lòng tin chúng tôi liền đi hỏi thăm có phải là ở chỗ này hay không đúng vậy chính ngay chỗ đó tôi cảm thấy rất là kinh ngạc cái phòng đó là dân phòng thông thường sơ so giới dân phòng thông thường còn thấp hơn một cấp phòng ốc rất nhỏ đại khái bình thường chúng ta nói hai phòng một nhà ăn ngôi nhà nhỏ như vậy có hai ba khu liền kề với nhau đó là văn phòng làm việc của chính phủ cấp châu từ ngay chỗ này chúng ta có thể thể hội được chính phủ của họ tiết kiệm giản dị không có chút hào hóa phô trương nào quan viên chính phủ liêm khiết tiếp người thân thiết thành khẩn bộ trưởng này là chính phủ trung ương đến nơi đó để tiếp kiến di dân mới đến bắt tay từng người ân cần hỏi thăm không dễ dàng việc này ở nhiều quốc gia bạn không thể nào có thể thấy được nhiều nhất là phái một trưởng phòng một nhân viên đến giới thiệu cho bạn một số tình hình của úc châu thì tốt rồi. Làm gì có bộ trưởng đích thân tiếp kiến. Việc này khiến cho tôi rất cảm động. Chúng ta xem thấy quốc gia của người khác. Không luận ở phương diện nào, đích thực là luôn chú trọng đến thật dụng, không hề phù hoa xa xỉ chút nào. Chúng ta xem thấy quan viên đều rất thân thiết Đều rất thành khẩn Cho nên tôi đem những gì mà tôi xem thấy Nghe thấy được Tôi trở về Tu Ba Nói với các đồng tu chúng ta Chúng ta phải học tập Phải biết giảng dị Phải biết tiết kiệm Cho nên vốn dĩ Pháp Sư cầu Hành nghĩ Đem phòng liêu cũ của chúng ta ở Đem nó dỡ bỏ đi Xây mới lại Tôi liền nghĩ không cần thiết Người khác có thể ở Tại vì sao chúng ta không thể ở Chúng ta đem những phòng xá này Cố gắng chỉnh lý lại Phun sơn quét vôi Lại thì được rồi Hạ tất bỏ đi rồi xây mới lại Cho nên xem qua châu phủ của người ta xem văn phòng làm việc của chính phủ Chúng ta chính mình nếu như làm được rất hào hoa Thật hổ thẹn Người ta xem thấy sẽ kinh thường bạn Chúng ta phải giúp địa phương kiến thiết nhiều hơn Vậy thì đúng Cho nên ở Úc Châu phổ biến mà xem Đích thực là hiện tại chúng ta gọi là Phản phốc quy chân quay về với tự nhiên Ở nơi đó rất rộng Diện tích đất của họ Lớn gần bằng Trung Quốc Nhân khẩu Chỉ có một triệu chín Còn ít hơn so với Đài Loan Đài Loan có hai triệu Đại khái một hai trăm vạn người Họ chỉ có một triệu chín Cho nên những người với người rất là thân thiết ở nơi đây chưa từng xảy ra chiến tranh Cư dân đều rất chất phát Rất khó được Cho nên chúng ta chọn ở nơi đó Để làm nơi trốn tu học Nơi trốn học tập tu hành Các vị đồng tu Tương lai các vị Đều có cơ hội đến bên đó Mọi người nhất định phải rất là chăm chỉ nỗ lực. Tu hành quan trọng nhất chính là cải lỗi hướng thiện. Tích lũy công đức. Thành tựu đức hạnh của chính mình, thành tựu học vấn của chính mình. đem tập khí tâm bệnh không tốt trước đây của chính mình tẩy đều cải sửa hết đây gọi là công phu biết được tâm bệnh tập khí của chính mình vì thì gọi là giác ngộ nhà phật gọi là khai ngộ cái gì gọi là khai ngộ biết được tâm bệnh tập khí của chính mình chịu đem những tâm bệnh tập khí này cải đổi lại vì gọi là công phu chúng ta phải nỗ lực bắt tay vào từ chỗ này thập thiền nghiệp đạo kinh bộ kinh này là hành kinh giáo lý hành quả đây là hành kinh vậy chúng ta tu hành bạn xem làm thế nào đem thập thiền nghiệp đạo thực tiễn vào trong đời sống thực tiễn vào trong công việc thực tiễn vào đối nhân sự thế tiếp vật Bộ kinh này Cái đoạn phía sau Chúng ta vẫn chưa giảng xong Kinh gian không dài Thế nhưng ý nghĩa của nó rất là phong phú Chúng ta mới dạng đến ngũ căn Trong 37 phẩm trợ đạo Phía sau của ngũ căn là ngũ lực Thất bồ đề phần bát chánh đạo Sau cùng là chỉ quán Một điều sau cùng là phương tiện Hợp lại mà nói Chính là đem thập thiện nghiệp đạo Thực tiễn vào trong đời sống Thực tiễn vào trong công việc Thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật Bộ kinh này là thuộc về hành kinh Giáo lý hành quả Chú trọng ở tu hành Xin chào các vị đồng tu Chào mọi người Xin mời mở tờ thứ 16 Trong Thập Thiền Nghiệp Đạo Kinh Kinh văn xem từ hàng thứ tư Ngũ căn trang nghiêm cố Thâm tính kiên cố Tinh cần phi giải Thường vô mê vọng Tịch nhiên điều thuận Đoạn chư phiền não ngũ căng tính tấn niệm định huệ ở phía trước đã giới thiệu qua với các vị ý nghĩa của đoạn kinh văn này là nói chúng ta đem thập thiện nghiệp đạo thực tiễn ở trong ngũ căng Nó có thể đạt được hiệu quả Chính là trên kinh đã nói Trang nghiêm Trong kinh văn Có năm câu liền phối Tính Tấn niệm định huệ Ngày nay chúng ta tuy là đã xuất gia rồi đã thọ đại giới có tin phật hay không rất khó nói tôi năm xưa xuất gia tôi xuất gia hai năm mới thọ giới sau khi thọ giới rồi đến đại trung đi thăm lão sư Lão sư, từ xa nhìn thấy tôi. Chỉ vào tôi mà nói: Ông phải tin Phật. Nói với tôi âm thanh rất là lớn, ông phải tin Phật. Vào lúc đó, tôi học Phật được 9 năm rồi. Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia. Xuất gia thì liền dạy Phật học viện Phật học viện dạy được hai năm rồi mới thọ giới Sau khi thọ giới trở lại thăm lão sư Ông chỉ nhờ tôi mà nói Ông phải tin Phật Ngay lúc đó tôi ngẩn người ra Sau đó lão sư giải thích với tôi Tin Phật không dễ dàng Có rất nhiều người xuất gia Mãi đến già chết Đều không tin Phật Tại vì sao nhà Phật thường nói Ca sa chi hạ thất nhân thân Vì không tin Phật Tại vì sao nói Địa ngục môn tiền tăng đạo đa Vì không tin Phật Cho nên chúng ta nghĩ lại xem Chúng ta có tin Phật hay không Người thế đạo mới gọi là tinh Phật Người y giáo phụng hành Gọi là tinh Phật Chúng ta ở trong Thập thiện nghiệp đạo kinh Bộ kinh này Thông cả đại tiểu thừa Người hiện đại gọi là Ngũ thừa Phật giáo Ngoài ba thừa ra Thêm vào thiên thừa và nhân thừa thập thiện nghiệp đạo thông năm thừa khóa một người năm thừa cùng đồng tu học lìa khỏi thập thiện nghiệp đạo kinh thì không phải học phật đương nhiên không thể nói đến tin phật cho nên cái chữ tin này rất khó Đại sư ngẫu Ích Ở trong A-di-đà yếu giải Nói với chúng ta sáu loại tinh Sáu loại tính này chúng ta có hay không? Trong sáu loại tính Cái thứ nhất là tin chính mình Tin chính mình có Phật tánh Tin chính mình có Phật chủng tin chính mình chắc chắn có thể thành phật chúng ta có loại tính tâm này hay không đây chính là tâm vô thượng bồ đề cái thứ hai là tinh tha tha là lão sư lão sư là phật phật tuy là không ở thế gian thế nhưng di giáo của phật vẫn còn lưu truyền tại thế gian này sau khi phật diệt độ chúng ta đọc được kinh điển cũng giống như thấy phật mở quyển kinh ra cũng giống như đang nghe giáo huấn của phật Phật đã dạy bảo chúng ta Mỗi câu mỗi chữ Đều là tánh đức của tự tánh chúng ta Chúng ta có tin tưởng hay không? Là trí tuệ đức năng vốn đủ của chính chúng ta Không phải đến bên ngoài Phật là minh tâm kiến tánh Chúng ta chính mình là mê hoặc điên đảo bích mê ngộ thì không nói tự tánh vốn đủ trí tuệ đức năng không hề khác nhau tự tánh vốn đủ đức năng ở trên kinh phật thường nói ở thánh không tăng ở phàm không giảm đều là viên mãn đầy đủ thánh nhân họ giác ngộ rồi các ngài dùng được rồi khởi tâm động niệm lời nói việc làm đời sống làm việc đối nhân sự thế thiếp vật đều dùng được chúng ta mê mất tự tánh không thể dùng được Tuy có, không thể dùng chúng ta dùng cái gì vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta sai ngay từ chỗ này chư phật bồ tát chúng ta đọc qua kinh đại thừa biết được trước giờ chưa từng rời khỏi thế gian trước giờ chưa từng rời khỏi chúng ta vấn đề là gì phàm phu mắt thịt chúng ta không nhận biết nếu như bạn hôm nào giác ngộ rồi trong tông môn thường nói đại triệt đại ngộ bạn bỗng nhiên liền quan sát được chung quanh đều là chư phật bồ tát Một bộ Đại Tạng Kinh này Linh động hoạt bát Liền hiện rõ ở trong phạm vi Đời sống của chúng ta Sáu căn vừa tiếp xúc Đều là Đại Kinh Đại Luận Của Chư Phật Như Lai Đây là gọi tinh tha tự tha không hai đây là đôi thứ nhất đôi thứ hai dạy chúng ta tinh sự tinh lý sự có lý không cho nên cái sự này là huyển có trong Phật Pháp cũng gọi là diệu hữu Lý vô Lý là không tịch Gọi là chân không Chân không bất không Diệu hữu phi hữu Đây chính là Chân tướng sự thật mà chúng ta thường nói Cặp đối thứ ba Vậy chúng ta tin nhân tin quả nhân quả dùng lời hiện tại mà nói là chân lý vĩnh hằng bất biến trong thế gian pháp nó là chân lý trong suốt thế gian pháp nó vẫn là chân lý do đó chúng ta khởi tâm đồng niệm tạo nhân không thể không chú ý trồng nhân thiện nhất định được quả thiện Thế nhưng chúng ta hiện tại Chân thật là mê hoặc điên đảo Không năng lực phân biệt thiện ác Chúng ta thường hay xem thấy Có rất nhiều người Đem ác cho là thiện Đem cái thiện cho là ác Đây chính là trong Phật Pháp gọi là Điên đảo vọng tưởng Điên đảo ở chỗ nào Điên đảo chính ngay chỗ này nếu như chúng ta tin đã có gốc rồi tin đã có gốc chính là trong tin có thập thiện nghiệp đạo trong thập thiện nghiệp nói được rất rõ ràng các gì phải ghi nhớ nhất định phải thực tiễn phải đem thập thiện biến thành hành vi đời sống thực tế của chúng ta. Không sát sanh. Hàm nghĩa trong đây rất sâu, rất rộng. Chắc chắn không có ý niệm tổn hại tất cả chúng sanh mới gọi là không sát sanh. Không chỉ đối với chúng sanh hữu tình không khởi ý niệm tổn hại nó đối với chúng sanh vô tình cũng không có khởi lên ý niệm tổn hại chúng ta xem thấy một cây cỏ nhỏ lớn lên rất hoạt bát lớn lên rất xinh xắn bạn có thể nhẫn tâm đạp lên từ trên đầu của chúng hay sao? Trong giới kinh Phật nói với chúng ta, tùy kheo thanh tịnh không đạp cỏ non. Đây đều là thuộc về không sát sanh. Thế nhưng, trong giới có khai duyên, trừ khi nơi đó không có đường đi khác, Cần phải từ ngay chỗ đó thông qua Vì thì có thể Nếu như có lộ Lộ quẹo qua cái dòng Bạn muốn đi đường gần Đạp từ trên cỏ mà đi Vì thì là phạm giới Cái này có lỗi với chúng sanh Nếu như có việc gấp Cho kịp thời gian Vì thì được Cho nên trong nhà Phật Khai duyên rất là nhiều Phải hiểu được khai giá trị phạm Ta không có việc gì, gì gấp Không hề trễ giờ bạn không được đi đường gần hơn Để đạp lên cỏ non Ta nhất định phải đi theo con đường Không chỉ đối với Cây cối hoa cỏ Ngày nay chúng ta gọi là sinh vật Đối với gạch đá, cát đất Chúng ta cũng phải yêu thương trùm khắp Quyết không được xem thường hủy nhục Không sát sanh mới có thể làm đến được Không trộm cắp với điều này tôi cũng nói được Rất tường tận Quyết định không có ý niệm Chiếm tiện nghi của người khác Có cái ý niệm này Cái ý niệm này là tâm trộm Bạn tuy là không có hành vi trộm Bạn có tâm trộm Phía sau tôi không cần lặp lại nữa Mỗi giới điều luật đều rất là tinh vi Có người nói giới luật của nhà Phật quá nghiêm khắc Chúng tôi làm không được Tại vì sao làm không được Phiền não tập khí của bạn quá nặng rồi Phật nói ra những giới điều này Là đức năng tự tánh bạn vốn đủ Làm gì mà làm không được Tự tánh vốn đầy đủ không phải phật dạy không phải phật bồ tát chế định ra cái này để ràng buộc chúng ta không phải vậy phật bồ tát giúp chúng ta hồi phục lại tánh đức giúp chúng ta tiêu trừ phiền não tập khí hồi phục trí tuệ đức năng vốn đầy đủ của thượng tánh mà thôi trước tiên chúng ta phải tin tưởng sau đó bạn lại hoan nghĩ tiếp nhận chân thật dụng công tẩy rửa lỗi lầm của chính mình hồi phục đức năng của chính mình thâm tính kiên cố ở trong thâm tính nhất là đối với tình độ thế nhưng trong tình độ cần phải hiểu được tâm tịnh thì cõi phật tịnh làm thế nào làm đến tâm tịnh cần phải ba nghiệp thanh tịnh ba nghiệp thanh tịnh chính là mười thiện viên mãn thân ba khẩu bốn ý ba chân thật đều làm đến được làm đến được rồi thì sao làm mà không làm không làm mà làm niệm mà không niệm không niệm mà niệm đây gọi là công phu thành khói chúng ta chọn tình độ thì có phần nắm chắc ngay đời này thì không có trống qua cho nên trong tính có đầy đủ mười thiện thập thiện nghiệp đạo thực tiễn ở tính căn thâm tính kiên cố tính tâm của bạn không thể bị dao động thập thiện thực tiễn vào tấn căn tấn là tinh tấn tinh tấn phỉ giải Hiện tại chúng ta giải đãi Lời biến Đây là phiền não Không thể đề khởi tinh thần Do nguyên nhân gì Trong tinh tấn của chúng ta Không có mười thiện Hay nói cách khác Có cái tu tinh tấn trống không Bên trong không có nội dung Muốn tinh tấn thế nào Cũng không thể tinh tấn trong tinh tấn đầy đủ mười thiện vì tinh tấn liền có nội dung thật tinh tấn trong đại kinh thường nói tự tha không hai độ người chính là độ chính mình Độ chính mình là độ chúng sanh Nói đến cực điểm Phật nói Sanh Phật không hai Ở vào cái giai đoạn hiện tiền của chúng ta Lớp bồi dưỡng khóa thứ năm Ngay trong nửa năm này Sự việc gì là đại sự bậc nhất của chúng ta? giúp đỡ đồng tu thành tựu học nghiệp đây là đại sự bậc nhất của chúng ta nếu như các đồng tu chúng ta cho rằng dẫn dắt học sinh đối với việc học tập hoa nghiêm chúng ta có chướng ngại các vị đến nói với tôi chúng ta hoa nghiêm có thể dừng lại nửa năm toàn tâm toàn lực giúp đỡ các đồng tu lớp bồi dưỡng chúng ta nửa năm sau mới giảng hoa nghiêm chúng ta có thể đem hoa nghiêm bổ túc lại Hiện tại chúng ta hoa nghiêm là Một ngày giảng một tiếng rưỡi đồng hồ Chúng ta nửa năm sau Một ngày giảng ba giờ đồng hồ Buổi sáng giảng một thời Buổi chiều giảng một thời Có thể bổ sung lại Các vị đồng tu tự mình thương lượng với nhau rồi Để nói với tôi Các học sinh đến bên đây Thời gian chỉ có 6 tháng Qua 6 tháng thì họ phải đi thời gian rất là bảo quý. Nếu chúng ta không thể toàn tâm toàn lực hiệp trợ họ thì có lỗi với họ. Hôm qua tôi đã nói qua với các đồng tu, tại vì sao tôi không đích thân lên lớp. Các đồng tu cũ vẫn chắc họ. Đây là phương pháp của giáo dục. Giáo học nói nhau một mình tôi dạy có tốt hơn sau khi chết rồi đời sau không có người tiếp nối tôi có lỗi với phật giáo tôi có lỗi với những tổ sư đại đức truyền pháp nhiều đời truyền đến chỗ tôi thì xong rồi thì tuyệt hậu rồi vậy thì thành ra thứ gì cho nên để các vị ra dạy vậy, vậy thì chúng ta có người tiếp nối mọi người phải hiểu cái ý này Tôi ở bên quan sát, tôi ở bên cạnh chăm sóc. Cần phải đem mọi người thúc tiến lên. Cho nên tôi ở Úc Châu, hôm qua Úc Châu chính thức khai giảng. Tôi yêu cầu ngay trong năm năm hoàn thành 8 môn học. Rất là khẩn trương. 8 môn học này Năm năm hoàn thành rồi Tôi sau cùng còn một mục tiêu Chính là ở Đại học Queensland Thành lập sở nghiên cứu đa nguyên văn hóa Học trò của chúng ta có thể làm giáo thọ Chí ít có thể làm nghiên cứu viên của sở nghiên cứu Có thể trở thành trợ giáo của sở nghiên cứu Trong hai năm Họ có thể lấy được học vị thạc sĩ Bốn năm có thể lấy được học vị tiến sĩ Tôi giúp đỡ mọi người Mãi luôn đem mọi người Đưa lên trên cao Tôi tuổi tác lớn rồi 75 tuổi rồi Phải nên đi rồi Người xưa thường nói Nhân sanh thất thập cổ lai hy Ngày nay chúng ta Phải có người kế tiếp cho nên toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người dùng tâm này người biết được không nhiều chúng ta cũng không cần đến khắp nơi tuyên dương tuyên dương không chút ý nghĩa Có không ít người nói Pháp Sư Tịnh Không viết chữ cho người Đều là học trò viết Không phải chính mình đích thân viết Tôi nghe người nói qua những lời nói này Không ít Thế nhưng tôi nghe rồi rất là hoan hỷ Học trò thành tựu Chính là thành tựu của tôi Tôi thành tựu học trò Không thành tựu thì xong rồi không chỉ những thứ này là các học trò của tôi viết các vị xem có rất nhiều ấn chương đều là học trò khác thành tựu của học trò là thành tựu chân thật của chúng ta học trò mỗi mỗi đều được rồi thì chúng ta ngồi ở bên cạnh hưởng phước không cần phải bận tâm gì cả vậy thì đúng rồi mọi thứ còn phải chính mình bận tâm chứng minh giáo học của bạn không có thành tựu bạn không thể đem được thành tích ra được chúng ta lên đài mọi người giảng thính chúng vật tán thán chúng ta đã lấy được thành tích ở trên giảng đài rồi giáo học trong lớp bồi dưỡng học trò cũ của chúng ta đều có thể dạy học trò mới có thể giảng có thể dạy có thể viết mọi thứ đều có thể chúng ta triển hiện ra được thành tích rồi đây là chúng ta có sự giao phó đối với phật pháp có sự giao phó đối với phật đối với tổ sư đại đức, những thiện tri thức truyền pháp đó chúng ta cũng có sự giao phó. Chúng ta đi giảng sanh rời khỏi cái thế gian này mới an tâm. Không có chút gì đáng tiếc. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Phải đem cái đạo lý này thực tiễn tinh cần phỉ giải tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật cẩn dịp viên cư sĩ vòng tay cư sĩ vòng tay cư sĩ a à còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cú khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật